Chào các bạn, hôm nay có dịp ghé tiệm hoa Tigon của bạn Trâm. Thì mình mong muốn các bạn là trên kênh truyền hình của BTV các bạn giao lưu làm quen với bạn Trâm. Bạn Trâm có thể cho mọi người biết về họ tên của em, tiệm hoa của em và em đang kinh doanh từ khi nào ạ? Dạ, chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Thị Hoàng Trâm. Hiện nay đang là giám đốc của hoa tươi Tigon. Thì hiện nay Tigon Flower có hai chi nhánh. Chi nhánh thứ nhất là ở 37 Thảo Điền, quận 2. Và chi nhánh thứ hai là ở số 3 Quốc Hương. Thì hiện nay là mình kinh doanh tới năm nay là được gần 10 năm. Mình ra kinh doanh từ năm 23 tuổi. Và hiện nay thương hiệu Tigon cũng được rất là nhiều người biết đến. Mình phục vụ cho ba đối tượng khách hàng. Một là khách bán lẻ, là hầu hết là người nước ngoài. Cái khách ở chi nhánh một là hầu hết là người nước ngoài. Cái đối tượng thứ hai là những cái bạn làm ở văn phòng. Và cái đối tượng thứ ba là làm hoa chuyên cho sự kiện cưới và các cái sự kiện tổ chức của các cái công ty. Em có thể là lý do vì sao em chọn cái bạn là Tigon ạ? Thực ra cái câu chuyện vì sao mình làm video mình có đăng ở trên cái website của mình, nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây á, là trước đây khi mà mình mới ra khởi nghiệp, khi mà mình mở tiệm hoa thì thật sự lúc đó là vì giống như mình cũng coi ngày, thì cái ngày nó sát quá mình không biết chọn tên gì luôn. Các cái tên hoa khác á, thì có người chọn hết rồi, thì lúc đó mình mấy dì mới nói là mình tên là Ti, mình nickname của mình tên là Ti, thì đặt hoa Tigon. Nhưng mà trong một cái lúc đó mình cũng chưa biết là hoa Tigon là như thế nào đâu, cũng chưa có thời gian để tìm hiểu nữa. Nhưng mà một cái hôm mình đi giao hoa, và khi trong cái lúc mà chờ khách đến để nhận hoa, thì mình thấy ở đối diện cái cổng của khách á, có một cái đống cây cối rất là âm tùm, giống như người ta phá một cái bụi rầm. Thì có một cái ngọn cây, một cái dây leo rất là nhỏ, leo luồn lách qua những cái gốc cây đó, từ dưới nó leo lên trên. Một cái ngọn cây chút xíu thôi nhưng mà nó vươn lên và nó kéo cả lá và thêm một vài cái nụ và cái hoa. Thì mình cũng đọc cái cây này sao mà nó nhìn nó rất là thương. Và khi mình chụp hình lại, mình mang về cái gì mình coi thì mình mới biết đó là cái hoa Tigon. Và khi mà mình nghe được cái hoa Tigon về, mình tìm hiểu về nó thì mình mới biết á, là hoa Tigon là một cái loại hoa rất là dễ sống. Nó rất là mạnh mẽ, nó nhỏ thôi nhưng mà dù đông nó cũng sống được, chỉ cần nó đủ hơi nước là nó có thể sinh tồn và phát triển. Thì đó là mình nghĩ là cái hoa Tigon nó giống như là chọn mình. Và trong cái lúc mà kinh doanh em cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn, nhưng mà khi mình nghĩ tới cái hình ảnh của cái hoa Tigon đó và nó làm cho mình có một cái động lực rất là lớn. Và mình nghĩ là sau này dù mình phát triển nhiều thương hiệu đi, nhiều cái cửa hàng, cái thương hiệu Tigon nó vẫn đi kèm với mình, vì mình yêu thích cái hoa này và đó là cái nguồn động lực của mình. Cái câu chuyện về cách đặt tên rất là hay. Em có kể là vì sao mà cách đây 10 năm trước, lúc mà mới có 23 tuổi thôi, với một người con gái lúc đó còn rất là trẻ, người ta gọi là mong manh đó. Mà tại sao mà lại đi ra cái nghiệp sáng vậy, cái lý do này? Khi mà lúc mình đang chuẩn bị ra kinh doanh là lúc mình đang còn học đại học luôn. Thì lúc đó là dì mình là một cái người kinh doanh trước, dì mình là một người cực kỳ đam mê kinh doanh. Và dì kinh doanh trước, nhưng mà trong cái quá trình làm thì khi dì có em bé thì dì muốn mình vừa làm vừa đi học vừa làm phụ dì. Thì lúc đầu mình nghĩ đây là một cái công việc giúp dì mình trong cái một cái thời khắc nào đó thôi. Nhưng khi mình làm, mình bắt đầu thấy là những cái mà mình mang lại, những cái bình hoa, những cái bó hoa, những cái hoa mà người ta chọn về, người ta chân, người ta rất là hạnh phúc về cái điều đó. Và nhờ cái hoa này mình nhận được rất nhiều cái bài học từ khách hàng. Có những khách hàng họ tặng hoa cho mẹ, nhưng trong cái ngày sinh nhật của mình họ muốn cảm ơn mẹ trong cái ngày sinh của họ, của cô đó, là vì cái ngày sinh ra, ngày cô sinh ra là cái ngày mà mẹ cô vất vả nhất. Rồi có những người khách nước ngoài họ muốn mua hoa, muốn giao lúc 9:30, tại vì họ muốn gửi lời cảm ơn tới vợ mình, là vì hôm nay những cái người bạn của chồng tới chơi và vợ mẹ rất là vất vả. Mình học được rất nhiều những cái bài học từ những cái cánh thiệp, từ những cái dịp mà khách hàng người ta tặng nhau. Và từ đó mình cảm thấy cái việc mang lại cái vẻ đẹp, mang lại những cái ý nghĩa cho những cái bó hoa, làm cho những cái người nhận họ rất là hạnh phúc. Đó là giống như cái sứ mạng của mình.
và từ đó mình quyết định là theo cái nghiệp bán hoa. rất là tuyệt vời cái câu chuyện của thầy. Chắc chắn là các bạn rất là thắc mắc ở đây có những loại hoa nào và cái ý nghĩa nó như thế nào, thì bây giờ bạn Trâm sẽ hướng dẫn cho bạn từng cái loại hoa ha đang có tại cái cửa hàng này để cho các bạn biết. Mọi người biết không, bên mình á thì cái nguồn hoa của mình là sản phẩm của mình từ có lấy từ ba nguồn. Nguồn thứ nhất là cái nguồn mà mình nhập thẳng từ Đà Lạt. Một vài cái ở đây có những cái loại hoa mình nhập thẳng từ Đà Lạt là những cái loại hoa mà loại một, tức là hoa rất là to. Ví dụ như là hoa ly. Ly thì mình có ly vàng, ly hồng và qua hoa la kèn, ly trắc. Rồi ngoài ra mình có tú cầu, chuỗi ngọc. Đây cái dãy hoa này là những cái dãy hoa mà mình lấy hàng từ Đà Lạt. Đó. Ngoài hoa hồng. Dạ, đây là hoa hồng, chuỗi ngọc, đây là những cái loại hoa mình lấy từ Đà Lạt. Ngoài ra cái nguồn thứ hai là cái nguồn mình lấy của mình là đại lý cấp 1 của Đà Lạt Hát Farm, một trong những cái công ty cung cấp hoa lớn nhất phía Đông Nam Á. Thì những cái loại hoa đặc biệt giống như là bim bông. Đó. Bim bông. Bim bông. Rồi đây là hoa thờ thủy tiên. Đó, hoa lá bạc. Hoa lá bạc. Dạ đây, lá bạc. Rồi có gin whisky. Đây là những cái loại hoa mà của Đà Lạt Hát Farm. Vì là đầu tuần nên là Đà Lạt Hát Farm là hoa nhập, hoa họ đem giống hoa từ bên họ đem giống hoa từ nước ngoài, họ trồng tại Đà Lạt. Châu Âu hay là nước ngoài? Dạ, ví dụ như là những cái giống này là từ Hà Lan. Từ Hà Lan, từ Úc, những cái giống hoa này là được mang từ giống bên đó nhưng trồng tại Đà Lạt. Thì cái nguồn thứ hai là gọi là hoa cao cấp thì mình lấy là của Đà Lạt Hát Farm. Nguồn thứ ba là hoa nhập. Thì hoa nhập thường là nó về vào ngày thứ ba và thứ sáu. Thì ví dụ như là lá bà, hoa bi, hoa tú cầu là những cái hoa mà lấy nhập khẩu. Nhập từ nước nào? Dạ, cái này là nhập từ Hà Lan thầy. À. Dạ. Mình nhập từ một cái nhà cung cấp rất là nổi tiếng về cái hoa nhập. Đó, mùa này thì mình đang có hoa Việt Lan, hoa cát tường nhập, những cái hoa này là hoa nhập hết. Cái này là cũng nhập luôn. Dạ, đúng rồi, đây là hoa nhập. Đây là hoa nhập. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Để là mỗi sáng mình có đi lấy hoa sớm không? Dạ đúng rồi. Mỗi buổi sáng thì bán hoa thì mình thấy là bán có rất nhiều hình thức. Giống như có những cái shop thì họ chuyên hoa cắm, tức là họ có thể mua những cái hoa nói chung là loại hai nhưng hơi ngắn một chút thì giá nó rẻ hơn, họ có thể cắt nhánh họ cắm. Nhưng mà riêng về bên em thì em bán hoa lẻ, tức là khách người ta tới người ta chọn mua, do đó khi mà lựa hoa thì em lựa rất là kỹ. Mình phải luôn lựa là cái hoa đẹp nhất, cái hoa mà khách về người ta chưa có thể bền nhất và đông nhất. Do đó mà giá thành của em có thể cao chút nhưng mà hoa thì rất là chất lượng. Ngoài ra là em còn có thêm hồ điệp. Hồ điệp cũng có rất là nhiều màu. Hồ điệp thì em là cái đại lý cấp 1 của một công ty của công ty Apollo, là một công ty mà nó xuất khẩu lan lớn nhất ở Đà Lạt bây giờ. Thì cái hoa lan hồ điệp á, cái tuổi thọ nó rất là bền, rất là dễ chăm sóc. Hoa này ví dụ như cái chậu này bạn thấy nó rất là còn nhiều nụ thì nó có thể chưng là ít nhất là 3 đến 4 tuần. Và ngoài ra cái cách chăm sóc thì rất là dễ. Ở đây cái lan hồ điệp á, thì mình chỉ cần 2-3 ngày mình tưới một chút xíu nước vào những cái gốc cây này thôi thì nó đảm bảo cái độ hơi ẩm một chút là hoa lan có thể tươi rất là lâu. Và hoa lan thì nó thích hợp với cái nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Vậy là vừa rồi các bạn nghe được bạn Trâm giới thiệu về hoa, cái cách các bạn làm hoa trong cái hành trình kinh doanh đó. 10 năm qua có những khó khăn gì? Là khó khăn về với nhân viên, về tiếp thị hàng, hay khó khăn về phát triển? Dạ, thì trong cái quá trình 10 năm cho tới giờ thì tất cả những cái khó khăn của thầy nói là đều phải vượt qua hết. Em đã có những cái lúc mà muốn đóng cửa luôn, tức là lúc mà mình mới mở ra khi mình chưa có rành về hoa, mình chưa có tuyển thợ tốt được. Thì khi mà mình tuyển họ thì mình chưa biết cách tuyển như thế nào để tìm được một cái người thợ ưng ý. Rồi cái cách họ nhận hàng, cái cách họ cắm nó không ưng ý mình đó thì họ cũng không theo. Và lúc đó là có những lúc mà mình bực quá khi mình cho họ nghỉ, một mình đối diện với một cái cửa hàng rất là nhiều thứ. Thì đã có lúc là em gần như là phải đóng, em kéo được em về. Nhưng mà cũng nhờ có những cái khách hàng, hôm đó mình rất là may là có một khách hàng họ tới mua. Và họ nói là họ tới đây không phải mua hoa. Họ thật ra là có những lúc hoa không đẹp họ cũng mua, tại vì họ thích em bán.
nên là lúc đó em mới có động lực nói à đúng rồi nếu mà dạ động lực từ khách hàng rồi động lực từ người thân. Có những lúc là cũng mệt mỏi quá cũng không kinh doanh nữa, nhưng mà vì đó là kinh doanh ai cũng phải vậy, và lúc đó mình có động lực nên mình mới chiến thắng được cái khó khăn đó. Cái đó là cái hành trình của người làm kinh doanh. Một khó khăn người ta lớn lên một chút xíu, một khó khăn người ta lớn lên một chút xíu. Ngoài cái việc mà hoa ba cái dòng khách hàng hồi nãy mà bạn Trâm nói á, thì bạn dự kiến sắp tới bạn có phát triển thêm cái mảng đào tạo hoa hay là thêm gì đó không nói cho mọi người? Dạ có. Thì khi mà qua một cái quá trình khởi nghiệp một cái tiệm hoa mình thấy rất là khó khăn. Khi mà mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa có biết cách để cắm hoa như thế nào thì mình gặp rất nhiều khó khăn từ nhân viên, từ khách hàng, từ nhà cung cấp. Thì theo mình mong muốn sắp tới mình muốn mở những cái lớp dạy cắm hoa nhưng chuyên về cho các bạn khởi nghiệp. Tại vì mình muốn dùng những cái kinh nghiệm của mình để hướng dẫn cho các bạn, để những cái bạn mà mong muốn làm một cái tiệm hoa mang lại cái vẻ đẹp cho đời, họ biết cách như thế nào để khởi nghiệp, biết cách như thế nào để đào tạo nhân viên, biết cách như thế nào để mình kiếm được một cái nguồn cung cấp tốt, thì cái việc mà bạn mở một cái tiệm hoa nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Thì sắp tới mình sẽ mở những cái lớp dạy cắm hoa mà chuyên cho các bạn khởi nghiệp, thì mình mong là mình làm được điều đó để giúp được các bạn có một cái đam mê kinh doanh và đặc biệt là đam mê về kinh doanh hoa. Không biết là cái cách thức nào, cái cơ duyên nào mà em biết đến nó bên Trung. Bên Trung Ninh là một cái nơi mà thật ra mình cảm thấy mình tiếc vì mình biết quá trễ. Tại vì một cái lần mình gặp khó khăn về bên marketing, mình thấy cái khách người ta đến bán tại cửa hàng thì nhiều, nhưng mà cái khách mà họ online thì ít. Thì lúc đó mình mới học, mình muốn đăng ký ở Edumon học cái marketing cho doanh nghiệp nhỏ, thì tình cờ mình gặp thầy Duy. Mình rất lúc đầu là mình chưa ấn tượng lắm, nhưng khi cách thầy truyền đạt một cái giọng người miền Trung, một cái giọng người miền Trung họ nói rất chân thành, có thể là nói lắp nhưng mà cái nội dung truyền đạt cực kỳ thích. Và sau đó mình tiếp đến là mình đọc cái cuốn Vượt Biển Lớn, mình đọc trong 2 đêm là hết cuốn sách đó và quyết định là đi học. Mình muốn gặp thầy Duy, mình muốn gặp chị Dạ, mình muốn gặp một cái người thực tế, là mình muốn coi một cái người họ khó khăn như vậy, họ vượt lên và cuối cùng họ được như thế nào. Và cuối cùng là mình gặp được thầy Duy này. Và cũng nhờ cái mình học ở thầy Duy, mình học được cái cách marketing, học được cái cách tổ chức cửa hàng như thế nào, mình mới tự tin để mở được cái thứ hai. Và lúc đó là mình còn nghĩ là với cái hệ thống như thế này mình sẽ mạnh dạn, mình sẽ đầu tư thật tốt hai cái này để làm bàn đạp tiếp theo cho những cái shop tiếp theo ạ. 5 năm nữa, cho tới 5 năm nữa hoặc là tới năm 2025 thì cái hoa Tigon mình nó sẽ như thế nào, mình sẽ cho mình thấy cái bức tranh. Dạ, trong tới năm 2025 thì cái hoa Tigon ít nhất ở thành phố Hồ Chí Minh mình phải được đạt được 5 chi nhánh. Và tiếp theo mình sẽ làm cái gọi nhượng quyền ở một vài cái thành phố khác, giống như thành phố Đà Nẵng rồi thành phố Đà Lạt. Hiện là Đà Lạt là một cái nơi mà gọi là cái quê nhà của mình, nhưng mà chưa có một cái shop hoa Tigon nào. Và mình muốn mở một cái shop hoa Tigon, nhượng quyền một bạn nào đó đủ đam mê, đủ khát khao kinh doanh để mình nhượng quyền lại cái thương hiệu Tigon ở Đà Lạt. Rất tuyệt vời. Vậy bây giờ mà mọi người muốn liên hệ với hoa Tigon để đặt hoa hoặc là để học cắm hoa để xin nhượng quyền thì mọi người phải liên hệ với tôi. Thì hiện nay nếu các bạn có muốn đặt hoa, muốn trao đổi kinh nghiệm với mình hoặc là giao lưu với mình, muốn học hoa thì các bạn hãy liên hệ với mình qua cái Facebook là Phạm Thị Hoàng Trâm. Ngoài ra có fanpage là Hoa Tươi Tigon ở quận 2, Hoa Tươi Tigon ở Thảo Điền, và website của mình là shophoatigon.com. Ngoài ra ở website chuyên gia tư vấn hoa tươi, mình chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm để chọn hoa, cái cách để mở một cái tiệm hoa như thế nào. Thì khi mà các bạn vào những cái kênh đó, các bạn rất là dễ dàng để kết nối với mình cũng như là kết nối với Hoa Tươi Tigon. Rất là tuyệt vời. Chúng ta có mười mấy phút đúng không để chúng ta giao lưu với bạn Trâm. Tuy nhiên là thông tin còn nhiều nữa, các bạn muốn tìm hiểu thêm các bạn vào qua những cái kênh mà vừa rồi trong vừa chia sẻ đó, chúng ta cùng nhau kết nối thêm. Chào các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.